900 bàn thắng của Ronaldo. Vậy những cột mốc ghi bàn còn lại diễn ra ở đâu, khi nào? Rạng sáng nay, CR7 đã lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi xô đổ cột mốc 900 bàn thắng trong sự nghiệp với pha lập công vào lưới đội tuyển Croatia. Và giờ, hãy cùng nhau ngồi ôn lại những dấu mốc ghi bàn đáng nhớ của siêu tiền đạo người Bồ Đào Nha nhé. Ngược về quá khứ ở tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, Ronaldo đã cho cả thế giới thấy tiềm năng lớn lao về việc sẽ trở thành một ngôi sao sáng với pha solo tuyệt vời để giúp Sporting Lisbon đánh bại Morenze vào ngày 7 tháng 10 năm 2002. Nhận bóng từ giữa sân, Ronaldo với một loạt các động tác kỹ thuật đã đi bóng vượt qua hai hậu vệ đối phương trước khi thực hiện cú bấm bóng qua đầu thủ môn đã lao ra cản phá. Đây cũng chính là bàn thắng đầu tiên đánh dấu cho sự nghiệp lẫy lừng của chân sút 39 tuổi. Chỉ kịp ghi 5 bàn thắng cho đội bóng quê hương, Ronaldo đã chuyển đến nước Anh để khoác áo câu lạc bộ Manchester United. Thời điểm này CR7 còn trẻ và chủ yếu chơi dạt cánh, thế nên phải mất tới gần 5 năm trong màu áo đỏ dưới sự dẫn dắt của luyện viên huyền thoại Alex Ferguson. Anh mới chạm đến 100 bàn thắng đầu tiên. Nó được đánh dấu bởi cú đúp của CR7 trong trận đấu với Tottenham tại vòng 18 Cúp FA vào tháng 1 năm 2008. Rời Old Trafford để tới thủ đô Madrid tráng lệ, Ronaldo mang theo hành trang là một quả bóng vàng, một Champions League và gần 200 bàn thắng ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Thế nên chẳng cần mất quá nhiều thời gian để CR7 vươn tới cột mốc 200 bàn khi mà ngay ở mùa giải đầu tiên chơi cho Los Blancos, Ronaldo đã ghi tới 33 bàn thắng. Là một phần trong giải ngân hà Galacticos được chủ tịch Florentino Perez xây dựng, Ronaldo ngày càng hoàn thiện khả năng săn bàn đáng sợ của bản thân để tự biến mình thành cỗ máy hủy diệt trước khung thành của bất cứ đối thủ nào. Để rồi các cột mốc 300 bàn thắng, 400 bàn thắng, 500, rồi 600 cứ lần lượt đến như một lẽ tất nhiên. Đáng nói, bàn thắng thứ 600 của Ronaldo được ghi trong trận chung kết Champions League mùa giải 2016-2017 trước gã khổng lồ bóng đá Ý Juventus. Màn độc diễn của CR7 cùng cú đúp bàn thắng đã giúp Real Madrid hủy diệt bà đầm già với tỷ số 4-1. Phong độ của Ronaldo ở thời điểm ấy chỉ có thể nói là không thể ngăn cản. Nhưng đâu có mối lương duyên nào là mãi mãi. Ngày đến, anh đến với tư cách là siêu sao hàng đầu bóng đá châu Âu. Ngày rời đi, anh đi với tư cách là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Ronaldo đã rời Real Madrid để đến với Juventus sau 438 trận và 450 bàn thắng ghi được. Nhưng cột mốc 700 bàn thắng của Ronaldo lại được ghi trong màu áo đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Bàn thắng từ quả 11m vào lưới đội tuyển Ukraine trong khuôn khổ vòng loại Euro 2020 đã nâng tổng số bàn thắng của anh lên con số 700. Thế rồi dấu mốc 800 bàn cũng đến khi Ronaldo trở lại mái nhà xưa Manchester United vào tháng 11 năm 2021. Kể từ ngày ấy đến nay đã gần 3 năm trời, CR7 mới lại có thêm 100 bàn thắng để đạt đến cột mốc như ngày hôm nay. Trong đó, số bàn thắng phần lớn đến từ màu áo câu lạc bộ hiện tại của anh là Al Nassr và đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Lần lượt vượt qua những huyền thoại ở bóng đá thế giới như Josep Bizkan, Romario, Pele, Ferenc Puskás và Gerd Müller, Ronaldo giờ đây đã trở thành ông vua ghi bàn của bóng đá thế giới. Chẳng biết mục tiêu ghi 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp của anh có thể hoàn thành được không khi năm nay đã 39 tuổi nhưng có vẻ quyết tâm trong ánh mắt của con người ấy còn lớn lắm. Và bạn biết đấy, khi Ronaldo còn chạy và còn quyết tâm, chẳng biết điều gì tiếp theo sẽ xảy ra đâu. 1.000 bàn thắng à? Cứ chờ xem nhé.